Xin chào các thầy cô trường Đại học Giao thông Vận tải. Thay mặt trung tâm đào tạo trực tuyến, hôm nay em xin được giới thiệu sơ bộ về cái phần mềm LMS, là cái phần mềm hỗ trợ dạy và học dành cho cán bộ giảng viên và sinh viên của trường Đại học Giao thông Vận tải. Để truy cập vào hệ thống LMS, các thầy cô nhập địa chỉ trang web lms.utc.edu.vn. Tại đây thì các thầy cô sẽ cần đăng nhập để sử dụng các tính năng của phần mềm này. Các thầy cô sẽ bấm vào phần login. Chúng ta thấy giao diện là tiếng Anh, các thầy cô có thể chuyển sang tiếng Việt bằng cách là bấm vào phần ngôn ngữ đây và chọn sang tiếng Việt. Và phần đăng nhập này sẽ có hai lựa chọn. Nếu các thầy cô ở phân hiệu Hồ Chí Minh thì sẽ nhập tên, tài khoản và mật khẩu ở phần trên này. Với các thầy cô ở Hà Nội thì sẽ dùng phần đăng nhập ở phía dưới. Cái tài khoản mà có đuôi là a.utc.edu.vn đấy ạ. Tức là giáo viên và sinh viên cũng sẽ đăng nhập qua cái tài khoản này. Và vì em là giáo viên của cơ sở Hà Nội, thế nên em sẽ đăng nhập qua cái phần này. Tại đây thì các thầy cô sẽ dùng cái tài khoản mà trường cấp cho chúng ta. Đó là tài khoản của Microsoft ạ. Đăng nhập bằng mật khẩu và cái tài khoản. Sau đó bấm vào sign in. Và như vậy là chúng ta đã đăng nhập vào hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy và học của trường Đại học Giao thông Vận tải. Mặc định đang là giao diện tiếng Anh, các thầy cô sẽ bấm vào phần ngôn ngữ và chọn sang tiếng Việt. Phần mềm có những cái mục chính sau. Trang chủ là trang giới thiệu về LMS cũng như trường giao thông. Mục thứ hai đó là các khóa học của tôi. Tại đây nó sẽ hiển thị các cái khóa học mà các thầy cô tạo ra hoặc là các khóa học mà chúng ta đang tham gia, tức là với tư cách của sinh viên chẳng hạn. Và các thầy cô sẽ nhìn thấy cái nút là tạo khóa học mới này. Bấm vào đây để tạo ra một khóa học mới. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Mục Introduction là hướng dẫn sử dụng. Thì cái này các thầy cô có thể tham khảo cái clip mà chúng ta đang xem hoặc là xem các hướng dẫn ở trong này. Ở đây thì là cái hướng dẫn sử dụng Moodle, tức là cái hệ thống LMS của chúng ta đang sử dụng trên nền tảng của Moodle đấy ạ. Và mục thứ tư đó là quản lý các cái khóa học. Tại mục này, phần mềm sẽ hiển thị tất cả các khóa học đang có được sắp xếp theo từng bộ môn và từng khoa. Ví dụ chúng ta nhìn thấy đây còn là khoa cơ khí, sẽ có các bộ môn ở dưới. Và ví dụ như trong cái bộ môn công nghệ giao thông ấy thì đang có 121 khóa học. Hay là dưới này thì có khoa lý luận chính trị này với các bộ môn thuộc khoa, hay là khoa công trình, rồi khoa khoa học cơ bản hay khoa công nghệ thông tin. Bấm nút cộng này để mở rộng ra các bộ môn trong khoa đó. Và các thầy cô sẽ nhìn thấy là cái số lượng 70 này chính là số lượng các cái khóa học đang diễn ra. Và khi các thầy cô bấm vào cái bộ môn mà chúng ta cần xem ấy, thì bên phải này này, nó sẽ hiển thị ra danh sách các khóa học đang có trong đấy. Đây chúng ta nhìn thấy. Thì cái khóa học này nó tương ứng với cái lớp môn tín chỉ ở trên thầu khóa biểu của các thầy cô đấy ạ. Tức là cái phần mềm này sẽ hỗ trợ chúng ta dạy và học online và offline đồng thời cùng một lúc. Sau khi đăng nhập thì tất cả các thầy cô đều có thể xem được danh mục của từng cái khóa học. Tuy nhiên, để tương tác với mỗi khóa học ấy thì các thầy cô sẽ được phân quyền khác nhau. Ví dụ như em ở khoa công trình ấy thì em sẽ chỉ tác động được những cái khóa học của khoa công trình thôi. Đây các thầy cô thấy không? Em bấm vào cái mục của khoa công nghệ thông tin ấy thì em không có tác động nào vào đây cả, chỉ xem được thôi. Nhưng xem cũng chỉ có thông tin về cái người quản lý, cũng không có gì cả. Nhưng khi mà em bấm vào các cái môn học của khoa công trình, ví dụ như ở khoa công trình có bộ môn trắc địa gồm ở đây có 27 khóa học, thì các thầy cô sẽ thấy là em có thể tác động được ở đây. Các thầy cô có thể di chuyển khóa học lên trên hoặc xuống dưới này, hoặc là chọn các khóa học, rồi chỉnh sửa khóa học, sao chép, xóa khóa học, ẩn nó đi. Ẩn tức là các bạn sinh viên sẽ không nhìn thấy khóa học này. Và ví dụ như là em chọn một cái khóa học bất kỳ, các thầy cô sẽ thấy được nhiều thông tin hơn. Ví dụ như là nội dung khóa học này, số sinh viên đang tham gia, giáo viên là ai, người quản lý gồm những ai. Không những xem mà các thầy cô có thể chỉnh sửa được bằng cách là bấm vào xem. Thì đây là nội dung của toàn bộ khóa học đã được hiện ra. Tại đây thì ngoài việc xem, các thầy cô có thể chỉnh sửa các thông số của khóa học này. Ví dụ như là xem cài đặt về khóa học này, tên khóa học hay là các cái mã, rồi thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, danh sách thành viên tham gia khóa học gồm có sinh viên hay là các cái thành viên quản lý, có thể thêm bớt vào đây được. Nó sẽ tương ứng với các lớp mà thầy cô đang giảng dạy đấy ạ. Rồi quản lý điểm số, hay là các báo cáo và các tùy chọn thêm. Thì phần nội dung của cái khóa học này các thầy cô có thể chỉnh sửa được. Ví dụ như em sẽ bấm vào mục giáo trình. Thì đây là phần hiển thị này. Đấy, còn muốn sửa nó thì các thầy cô bấm vào phần cài đặt. Các thầy cô có thể sửa được tên của cái phần này, hay là mô tả và nội dung của nó. Có thể tải các cái file PDF hoặc là file PowerPoint hay là video tải lên trên này. Đó.
hoặc là chỉnh sửa thêm về giao diện, các module, v.v. Ngoài các bài giảng trình chiếu và video thì các thầy cô có thể thêm những cái bài kiểm tra trắc nghiệm ạ. Ví dụ ta sẽ mở một bài kiểm tra trắc nghiệm ra này. Ở đây thì các thầy cô có thể thiết lập về các câu hỏi và về ngân hàng câu hỏi. Thì những cái mục này chúng ta sẽ có những clip chi tiết hơn để hướng dẫn các thầy cô. Đây ạ, phần mềm hỗ trợ chúng ta tạo ra những cái ngân hàng câu hỏi để cho sinh viên làm bài một cách tự động hoàn toàn. Thì các thầy cô thấy rằng là nó hỗ trợ rất nhiều cái định dạng học liệu để các thầy cô có thể soạn một cái khóa học cho riêng mình. Thì đây là danh sách các khóa học. Các thầy cô có thể xem, chỉnh sửa những cái khóa học mà mình được cấp phép. Cái này là cấp phép theo khoa đấy. Các thầy cô ở khoa nào thì sẽ tạo được khóa học mới cho cái khoa đó, hoặc là có thể chỉnh sửa, hoặc là sao chép các khóa học đang có sẵn của khoa đó. Còn các khoa khác thì nó sẽ không tương tác được nhé. Nên các thầy cô thấy là có nhiều khóa học mẫu. Thì thường thì các thầy cô sẽ tạo ra một cái khóa học gốc, và khi mà tạo ra một lớp mới thì sẽ copy cái khóa học gốc đó, thì nó sẽ đỡ mất công hơn sau mỗi lần mà chúng ta gì tạo khóa học. Thì thầy cô có thể xem, chỉnh sửa hay là xóa hoặc sao lưu phục hồi, rất nhiều tính năng. Thì đây là giao diện chính của cái hệ thống LMS ở góc độ của giáo viên. Nếu các thầy cô cần thêm thông tin hoặc hỏi đáp thì có thể liên hệ trung tâm đào tạo trực tuyến. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô trong các video tiếp theo.